cả nhà là đang đi trên đường Xuyên Cồn Phụng nha, Cồn Ông Đạo Dừa. Con đường rất là dễ thương, hai bên là những cái cây nhãn rất là mát, vừa đi vừa có thể hái trộm nhãn. Thấy đẹp chưa? Mọi người xem con đường rất là mát mẻ, rất là đẹp. Đi ra thì mọi người có thể đi bằng sông nước, có thể đi bằng đường bộ để tới đây. Cồn Phụng là một cái cồn nằm giữa, nổi lên ở giữa hai cái bờ, đó là bờ của Bến Tre và Tiền Giang. Thì giữa bờ Bến Tre và Tiền Giang có hai cái cồn, đó là một là cồn Thới Sơn là của địa phận tỉnh Tiền Giang, và cồn Phụng hay còn gọi là cồn Đậu Dừa thì nó trực thuộc là địa phận của tỉnh Bến Tre. Ở đây thì chủ yếu là đất phù sa do sông Mekong bồi đắp cho nên là rất là tốt để trồng những cây loại cây ăn trái. Nhánh sông của sông Mekong bắt là bắt nguồn từ thượng nguồn ở Campuchia chảy về ha các anh chị. Một cái bờ tường đẹp quá. Đây là cây bùm sụm. Đây là bờ tường bùm sụm. Nhưng mà tại sao có những cây trồng nước? Người ta trồng khi mà nước rút đó con, rồi cái cây đó là cây chịu nước, là cây vừa sống. Gọi là cây bần, cái cây mà bố hỏng bố hái cho con đó. Nhớ không? Đây là một cái cồn có thể nói là không bao giờ có xe ô tô. Còn nhãn ngon quá, mua không? Mua ít đi, quay lại mua ít cho mọi người. Có là chỗ này nó quay lại, cứ quay đi. Bây giờ mình sẽ thử quay lại để mua nhãn của bà con nông dân nha mọi người. Mình đi ngang qua mình thấy có một cái vườn nhãn trái rất là ngon. Mình ghé mình hỏi bà con coi bà con có bán không, mình sẽ mua và mời mọi người ăn. Đây là nhãn xa trái đó thì mọi người, nhãn đó người dân ở đây thì rất là thiệt thà, dễ thương, hiền lành, chất phác. Đây, xin chào YouTuber nổi tiếng. Đây mọi người đang hái nhãn nè. Đây cho mọi người coi nhé. Có bán không chị? Để em sọ đi. Nhãn này là nhãn gì chị? Sao đủ? Đủ rồi. Anh lấy nhiêu ký? Bán cho em một sọt này đi. Thì một sọt chỉ có nhiêu ký, chị cân lên chị tính tiền em. Em muốn mua để làm quà tặng. Tại vì thấy ngon quá. Sao không đủ cho bà thương, sao? Vậy chị bán được bao nhiêu thì chị bán? Chị muốn mua bao nhiêu ký? Thì nếu như không đủ một sọt á thì chị có thể bán được ít hơn một sọt thì chị bán cho em. Một sọt này là bao nhiêu ký chị? Bây giờ chị có bao nhiêu chị bán cho em? Bán 2-3 ký cũng được. Tại mua là mua. Em mua cái này cũng được nè. Không, cái này thì hồi mua rồi nhưng mà có cái này nè. Đẹp quá hả, muốn mua. Bây giờ bán được nhiêu bán đi. Bà Chính ơi. Nói nghe, gấp. Ê, ẩm YouTuber xuống đi để nắng rồi. Xuống đi bò. Đâu xuống. Không. À, không xuống. Thôi tôi họ móc cái bắp cái rời ngoài đi ha, thằng nào vô đổ thôi. Ừ. Ngoài, có cái rời ngoài đi, người ta vô đổ người ta đặt rồi. Chủ nhân muốn lấy mượn. Ừ. Ngon quá.
nhãn này là nhãn, nhãn chị nói nhãn xuồng á. Rồi lấy bệnh đi chị. Nhiêu tiền một ký chị? 40.000 chị. Đây 40.000 một ký nha mọi người. 40.000 một ký nhãn xuồng, ăn rất là ngon, rất là dài cùi. Đây, đây là trái nhãn xuồng. Thơm ngon. Này mới hái hả chị? Mới hái đem. Mỗi ngày mỗi hái hả sao? Ngon tuyệt vời ông mặt trời luôn. Ây, ngon quá. Thôi đừng ăn nữa, ăn là mất ký. Thôi là mấy cái trái mà lụng rụng. Con gà bố ơi. Đây, đây là người hái nhãn. Và một sọc đó là nhiêu, anh gánh được khoảng nhiêu ký à? Chắc khoảng mấy ký. Nhận ra cái trái nó bự đi. Anh đó, anh lên truyền hình, lên điện thoại rồi nha anh. Em đang quảng cáo để bán nhãn cho anh. Mốt em qua mua anh bán rẻ cho em nha. Ủa vậy hả? Sao chủ im lìm quá. Trái bự quá. Có bịch nào rời nó không? Đổ mấy cái trái rời này cho em luôn đi. Rồi, hết luôn phải không? Hết rụng luôn phải không? Đây, một trái nhãn. Đó để cho em hai bịch đi. Một bịch này thì em để cho mấy bạn xách về. Còn cái đó thì hồi em. Này lựa nhân tiêu mà phải không? Đây, đây là trái nhãn tiêu nha mọi người. Nhãn tiêu là cái nhãn dài cùi mà không có hạt, hoặc là hạt nhỏ xíu à. Cái nhãn đảo không? Cái nhãn này sao mua được cây rồi đem về trong trên vườn mình trồng? Này mình được bao nhiêu cây hết rồi chị? Nhiều lắm. Chị ở đây có nào chặt bỏ không chị? Chặt bỏ cây hả? Ừ. Anh muốn trồng hả? Ừ. Đi qua mang chỗ trang trại cây giống mà nó bán thiếu vậy? Vậy thì một năm mấy năm sau nó mới lớn rồi chị? À, nó khoảng 2 năm chị rồi, có trái rồi. Nhiêu? 2 năm. Ôi chị cũng lẹ quá. Đúng rồi. Giờ nó khá hơi trồng lẹ lắm. Giờ tích bơi xuống kìa. Xuống không? Xuống không? Mưa tới rồi. Ngồi đây không sợ mưa luôn. Mưa cũng ướt cái màu vậy. Thế non hả? Thế nó hơi dập nè. Một ngày chị, hai chị là làm được bao nhiêu ký? Bao nhiêu sọt? Ngày hái trung bình hái 10 gỗ hả? Đúng rồi đó, ở bên đây có ai chặt cây á, biết cái xin cái gốc mang về trồng cho mau. Đó rồi mua, chị mua nhánh chứ đâu có chặt cây sao trồng. Ủa, bứng nguyên gốc. Bứng nguyên gốc á. Tại vì gì đốn bỏ. Bứng nguyên gốc giờ chắc không bứng nguyên gốc được rồi, bự lắm, bự lắm. Đó, ừ. Gốc ở nào bứng được. Tại nhà em ngay bên Tiền Giang nè, bên bờ bên kia kìa. Nè con. Nhưng mà này là chị đang thu hoạch cho nên là chị không có chặt, còn ví dụ như nhiều khi người ta phá vườn á. Chị lấy này nữa không? Được không? Ăn được thì lấy. Mình cứ bỏ vô đi cho mọi người ăn chứ. Này cũng con chùm rụng ra mình chưa có lựa. Lẹ đi để mọi người chờ. Nè chỉ đang bỏ vô nè. Mọi người cũng mua nhiều trái cây. Được chục ký vậy chị. Chưa đâu. Người tới thì một ngày vậy là hái được nhiêu ký chị? Cứ 10 gỗ vậy. 10 gỗ hả? Là được trăm mấy chục ký hả? 150 ký. Cũng hơi bị đuối đó, ha. Đuối chứ nhãn này hái đỡ lựa chứ không thấy ăn ghế chắc khén luôn hả chị? Không dám ăn nữa luôn. Ăn ghế thấy nhãn thấy mang đó. Thiệt. Sợ. Không nhãn này ăn thời gian á, ngay. Hồi đó em hay đi ra chợ Mỹ Tho, em gặp mấy người bên đây hay chở qua là em mua nguyên sọt cho người ta không á. Mua về mà ăn không hết luôn. Rồi con bịch này là lấy nhãn rụng không phải không? Đâu có nhãn rụng lấy rồi. Ôi vậy hả? Này đủ chục ký chưa? Mua được bao nhiêu được đi cân đi lẹ đi, tại vì trời mưa tới rồi. Rồi thôi này lấy này lên thì được nhiêu đi. Cái
ra đi con cho cô đã. Này mới có 4 ký mấy à? Thôi được rồi. Vậy lấy thêm cho đủ 5 ký đi. Con này mấy ký rồi? Chưa con đi con. Đi ra đi bố. Nhiêu rồi? 4 ký. 4 ký. Con này chị bỏ ở đây cho đủ 5 ký. Rồi cái gì mà là 5 ký mà. Rồi cái đó lấy thêm ký nữa không? Đang chơi chẳng một dạ, ký. Dạ không được rồi, trễ rồi. Trễ rồi, trễ rồi. Rồi vậy thôi nè, 5 ký. 36. Dạ, rồi ơi. Có nào nữa không, đổ vô cho đủ ký luôn đi, khỏi thói. Nghe hiểu. Rồi, đi. Không đủ lũng ngoài đó đi. Đổ dỗ nhãn tiêu luôn nè. Trời ơi. Đúng rồi, tại vì á. Có dễ thương quá. Khách hàng dễ thương mà, đâu có trả giá gì đâu. Mua rượu quảng cáo ơi, chị. Còn nữa mà không? Đó, lụm rồi đó, bỏ vô chùm, bỏ vô đi. Hả? Đã lấy chùm, bỏ vô. Rồi. Rồi, phải thối vậy không? Ừ. Thối mãi không, bỏ vậy. Rồi, cảm ơn nhiều. Thưa cô về con. Thưa cô về. Thưa cô về. Đi đi lẹ đi, không có em có khách đang chờ ở đây nè, mang đi cho khách ngoài Hà Nội vô chơi. Ăn gì? Ăn bao ngon chiên bao giòn cái gì? Ăn bao ngon chiên qua khỏe. Bye bye mọi người nha. Chút xíu nữa mình sẽ trở lại bằng một clip khác.